Có Phật tử hỏi: con xin Thầy hoan hỷ cho con biết. Thứ nhất là con trai con năm nay cháu 33 tuổi, cháu làm nhà. Con no cho con trai con cái tuổi 33 này, làm ăn không được, may mắn cho lắm. Con không đồng ý cho nó làm, nhưng cháu cố tình làm, nên con cũng no. No. Vậy con xin Thầy hoan hỷ cho con biết được sau này có ảnh hưởng gì không ạ? Đấy, tức là con trai 33 tuổi, nghe không? Nghe hai con số 3 này, gay go to, nghe không? Lại sợ nó là gì? Là sao? Sợ nó có vấn đề, nghe không? Người ta gọi là 1368, sợ nó kim lâu, kim la, nghe không? Thế nên Thầy nói là chùa Ba Vàng mình đây này, chùa Ba Vàng này này, thế rồi cái gì Thầy cũng số 3 nhiều lắm, chuông của chùa mình cũng 3 tấn 3 đây này. Đấy. Đấy, có gì sao đâu nhé. Cho nên Phật tử thì Thầy nói rồi, đã là Phật tử mình thì không đặt nặng cái chuyện này nhé. Nếu con đó, nó đủ tiền, nó đủ các điều kiện, sức khỏe chúng nó, tất cả mọi cái nó chuẩn bị đầy đủ tốt rồi thì cho nó làm. Không tính cái chuyện là 33 tuổi hay 37 tuổi, không tính cái chuyện đó nhé. Trước khi làm, mình làm lễ, mình bạch Phật, nghe không? Bạch lên Phật, con giờ nó đủ nhân duyên, nó xin làm nhà, thì xin Phật chứng cho, chư thiên, chư hộ pháp hộ trì cho nhé. Thứ nữa là dạy con mình nó tác phước, khi làm một việc gì lớn, mình nên tác phước trước, để mình có phước dự trữ, cái phước ấy là cái nó bảo hộ cho mình. Đó, cho nên cái này thì Thầy nói Phật tử là đừng cấm nó nhé. Cấm nó mai mốt nó mang tiền, nó chán quá, giờ có tiền rồi không làm, nó mang đi nó đánh bạc, nó chơi bời đến nó hết tiền rồi, được tuổi nó lại không còn tiền để làm nữa, thì lúc ấy làm sao? Hôm nay thì Thầy nói sâu về Tứ Thánh Đế. Chúng ta cũng đã được nghe về Tứ Thánh Đế rồi, nhưng Thầy sẽ nói sâu hơn một chút. Tứ Thánh Đế là giáo lý căn bản, nền tảng xuyên suốt của Đạo Phật. Giáo lý Tứ Thánh Đế là giáo lý căn bản, nền tảng xuyên suốt của Phật giáo đấy, của Đạo Phật. Và cũng có thể nói tam tạng kinh điển của chúng ta đều được gói gọn, bao hàm trong Tứ Thánh Đế này hết. Tất cả tam tạng kinh điển cũng chỉ ở trong Tứ Thánh Đế này mà thôi, mà diễn ra như vậy, thưa đại chúng. Cho nên nói tu học Phật mà không học, hiểu và thực hành lý tạng Tứ Thánh Đế thì chúng ta sai lầm mất rồi. Đó, sai lầm. Đức Phật ra đời cứu thế gian này, cứu khổ cho thế gian này chính là bằng giáo lý Tứ Thánh Đế. Cho nên có thể nói là Tứ Thánh Đế cứu thế gian. Đó. Kinh Tứ Thánh Đế là cứu thế gian. Đại chúng nhỉ? Tứ Thánh Đế cứu thế gian. Không có Tứ Thánh Đế, thế gian này không thể hết khổ. Không có Tứ Thánh Đế, không thể cứu khổ cho thế gian này được. Và duy nhất chỉ có Tứ Thánh Đế mới cứu khổ được cho thế gian này thôi. Cho nên chúng ta nhớ, có thể gọi là bài kinh Tứ Thánh Đế cứu thế gian. Tứ Thánh Đế, vì Đức Phật thuyết Tứ Thánh Đế để cứu khổ thế gian. Quan trọng lắm, thưa đại chúng. Nhiều khi chúng ta học Phật Pháp thì chúng ta cứ học những cái cao siêu ở đâu, nhưng mà bỏ quên mất cái gốc này là Tứ Thánh Đế, là cái rất căn bản, nền tảng của cả tòa nhà Phật Pháp đấy, thưa đại chúng. Nếu bỏ mất Tứ Thánh Đế là chúng ta sai lầm mất rồi. Nghe không? Đó. Tầm quan trọng của Tứ Thánh Đế được Đức Phật nói đến trong rất nhiều bài kinh. Và Thầy xin dẫn trong Kinh Tương Ưng 5 có sự kiện thế này. Một hôm Đức Phật đang ở Kosambi, ở trong rừng cây Simsapa, Ngài nhặt một ít lá Simsapa đưa lên và Ngài mới hỏi đại chúng như thế này: Này các tỳ kheo, các ông nghĩ thế nào? Lá Simsapa ở trong lòng bàn tay ta nhiều hay là trong rừng Simsapa nhiều? Ngài nhặt một ít lá Simsapa nên Ngài nói là lá ở trong tay ta nhiều hay lá ở trong rừng Simsapa lại nhiều? Thì các thầy tỳ kheo nói sao? Bạch Đức Thế Tôn, lá trong tay Thế Tôn quá ít, còn lá trong rừng Simsapa thì mới thật là nhiều. Và ngay đây Đức Phật dạy: Cũng vậy, này các tỳ kheo, những điều ta biết
thì quá nhiều, những điều mà Đức Phật biết thì nhiều, gọi là nhiều vô lượng, bất khả thuyết, không thể nói được. Nhưng những gì ta dạy cho các ông thì rất ít, những gì ta dạy cho các ông thì rất là ít, ít như là nắm ná trong bàn tay này thôi. Còn những cái gì Đức Phật biết như lá trong rừng không thể đếm. Còn những điều Ngài dạy cho chúng ta này này, ít lắm thưa đại chúng. Đấy, tam tạng kinh điển như thế cũng chỉ là một cái rất ít đối với cái biết, cái thấy của Phật thôi, ít lắm. Những gì ta dạy cho các ông thì rất ít, nhưng đó là những gì cần thiết và căn bản cho sự giải thoát. Đấy, Ngài nói là ta dạy cho các ông rất ít, nhưng cái đó là cái cần thiết và căn bản cho sự giải thoát, cần thiết nhất, tối quan trọng nhất cho việc giải thoát đau khổ cho các ông. Vì các ông đang khổ, chúng sinh đang khổ, nhân loại này đang đau khổ, phải giải quyết hết cái khổ này. Cái đấy là cái mục tiêu chính. Chứ còn nói rông dài trên trời dưới biển bao nhiêu đi chăng nữa thì ta nói cả đời cũng không hết được cái biết. Đức Phật không nói hết được, Ngài cũng không thể thuyết được những cái Ngài biết hết. Một đời, trăm đời Ngài cũng không nói hết được. Vì trí của Phật là vô tận trí, thưa đại chúng. Làm sao nói hết được? Cho nên cái Ngài nói cho chúng ta là những cái thiết yếu nhất, thưa đại chúng. Quan trọng nhất, mà quan trọng nhất là gì? Cái đấy nói ra là để cứu cái khổ chúng ta. Cứu khổ chúng ta. Đại chúng nghe cái câu chuyện, trong Phật giáo câu chuyện đấy. Có anh này, anh bị một cái mũi tên ở đâu bắn vào người anh ấy. Thế thì anh đau lắm, anh rên la. Mọi người xúm đến để nhổ cái mũi tên cho anh ra. Nhưng anh bảo khoan. Các ông hãy từ từ phải cho ta hỏi xem. Mũi tên này từ đâu bắn tới? Ai là người bắn nó? Và nó được chế tạo bằng cái gì? Nó được tẩm ướp bằng cái chất gì? Cái người chế tạo ra nó là bố mẹ là ai? Phải nói hết cho ta biết thì ta mới cho rút. Thưa đại chúng, trong chuyện nhà Phật có câu chuyện như vậy. Thế thì đại chúng, người ta bảo ông thật là kẻ ngu. Ông không nhanh là cái thuốc độc nó ngấm vào người ông là ông chết ngay bây giờ thế này. Ông lại còn đòi hỏi chúng tôi trả lời cho ông là mũi tên này từ đâu bay tới, nó được làm bằng chất liệu gì, nó được tẩm thuốc bằng cái ướp gì, thuốc ướp thuốc gì, bố mẹ cái người bắn ấy tên là gì, người ấy là trai hay là gái, người ấy cao hay thấp. Ông thật vớ vẩn, ông thần kinh, ông điên. Chỉ có người điên mới vậy thôi. Quan trọng bây giờ là phải rút ngay cái mũi tên ra, càng nhanh càng tốt, không thuốc độc ngấm vào ông là ông chết. Đấy. Đấy thì Đức Phật nói kể cái câu chuyện này á, là để ví cho chúng ta, nếu chúng ta ngu, chúng ta không có trí, thì chúng ta đi tìm hiểu về khắp cái thế giới này, thưa đại chúng. Cái thế giới vũ trụ này nó bao la vô tận. Chúng ta thấy bây giờ khám phá đại dương mình cũng chưa khám phá hết, khám phá trong lòng đất mình cũng không khám phá hết, rồi bay lên các vì sao, đến các thiên hà mình cũng đâu khám phá hết được, thưa đại chúng. Vì nó rộng là rộng mênh mông, mà nó nhỏ cũng nhỏ vô cùng, mình khám phá không hết được. Thế nhưng mà nhân loại chúng ta vì cái gọi là ham hiểu biết, cái ham, nhưng mà ham như vậy ấy, thật sự mà nói đối với đạo Phật ấy, nó không phải là cái đáng quý đâu, thưa đại chúng, không phải đáng quý. Ham như thế đúng là mở thêm chi kiến, nhưng mà chi kiến những cái đấy đều không lợi ích và không thiết thực. Chúng ta chưa kịp tìm hiểu thế giới này ngọn nguồn nó ở đâu, mặt trời ra làm sao, sao kim, sao hỏa thế nào, lòng đất sâu bao nhiêu, trong đấy có chứa chất gì, chưa kịp tìm hiểu xong mình đã chết mất rồi. Thế anh chúng, thế có uổng không? Mà đọa lạc đi luân hồi luôn. Thế cho nên Đức Phật nói là ta nói các ông ít thôi, ta không nói nhiều, ta mà nói hết các ông cũng không thể nào nghe hiểu hết được. Những điều ta nói cho các ông chỉ là rất rất ít thôi, nhưng mà cái ít đấy lại cực kỳ quan trọng, cần thiết, tối cần thiết cho các ông để cứu khổ cho các ông ngay bây giờ đây này. Đấy, ở đây này. Cho nên Ngài mới nói là những điều ta nói đó là cần thiết và căn bản cho sự giải thoát.
nó là tức thời cho các ông đấy, để cứu khổ các ông. Làm sao các ông còn chưa chết, các ông đã được hết khổ rồi cơ. Thế mới là quan trọng. Đấy, thì đại chúng mới thấy là Phật Pháp là thiết thực không? Là hiện tại thiết thực là chỗ này đấy. Giáo Pháp của Đức Phật là hiện tại, là thiết thực, thực tế luôn đấy, để cứu cái khổ cho chúng ta. Chúng ta ứng dụng giống như người bệnh mà được uống thuốc đó, khỏi bệnh, khỏi bệnh được. Những gì ta đã dạy cho các ông chính là đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt, đây là con đường đưa đến khổ diệt. Đấy chính là Tứ Thánh Đế vậy, thưa đại chúng. Đấy, Ngài nói những gì Ngài dạy cho chúng ta, Ngài dạy cho chúng ta là khổ, là tập, là diệt, là đạo, là Tứ Thánh Đế vậy đấy. Tất cả những điều gói gọn lại ta nói cho các ông chính là khổ, tập, diệt, đạo, là Tứ Thánh Đế này thôi. Đức Phật nhiều lần xác định về tầm quan trọng siêu việt của giáo lý Tứ Thánh Đế. Ngài dạy thế này: những bậc A-la-hán chính đẳng chính giác ở trong quá khứ, ở trong tương lai hay hiện tại được coi là vị chính đẳng giác đúng nghĩa, là chính đẳng giác về bốn thánh đế, về Tứ Thánh Đế. Ngài nói rằng tất cả những bậc A-la-hán chính đẳng chính giác, tức là Đức Phật vậy, ở trong quá khứ, trong tương lai hay trong hiện tại được coi là vị chính đẳng giác. Chính đẳng giác nghĩa là gì? Là giác ngộ một cách chân chính về chân lý đấy. Là giác ngộ cái gì? Là giác ngộ về Tứ Thánh Đế thôi. Đấy, Ngài nói đấy, được coi là chính đẳng giác đúng nghĩa là chính đẳng giác về bốn thánh đế, Tứ Thánh Đế. Là các ngài giác ngộ Tứ Thánh Đế đấy, thưa đại chúng. Và chúng ta tu tập Phật Pháp cũng là để giác ngộ Tứ Thánh Đế này. Trong Trung Bộ Kinh, Ngài Xá Lợi Phất, đệ tử bậc nhất về trí tuệ của Phật, cũng nhận định thế này: ví như tất cả dấu chân của mọi loài động vật đều bị nhiếp trong dấu chân voi, vì dấu chân này lớn nhất trong tất cả dấu chân. Cũng vậy, chư hiền giả, tất cả các thiện pháp đều tập trung trong Tứ Thánh Đế. Tứ Thánh Đế bao gồm tất cả các thiện pháp, thưa đại chúng. Mọi thiện pháp ở thế gian này đều nằm trong Tứ Thánh Đế. Trong Kinh Tương Ưng, Đức Phật này dạy: này các tỳ kheo, nếu có ai nói rằng không cần xây dựng tầng dưới của ngôi nhà, tôi sẽ xây dựng tầng trên của ngôi nhà, sự kiện này không thể xảy ra. Cũng vậy, nếu có ai nói rằng không cần giác ngộ Tứ Thánh Đế, ta sẽ đoạn diệt khổ đau, sự kiện này không thể xảy ra. Ngài lấy một cái ví dụ, Ngài nói rằng ai bảo rằng tôi xây luôn cái tầng 3 của cái tòa nhà này, tôi không cần xây tầng 1, điều đấy không bao giờ xảy ra. Trong kinh cũng có kể câu chuyện, có cháu bé này đi với bố, nó nhìn thấy cái nhà 3 tầng và cái tầng 3 rất là đẹp. Tầng 3 trên cao người ta lại trang trí có cả vọng nhìn, vọng cảnh các thứ rất đẹp, hoa lá rất đẹp. Thế là nó vòi, nó khóc bố nó, bảo bố ơi, bố phải xây cho con cái tầng 3. Nó bảo thế thì bố phải xây từ dưới lên, mà không, con chỉ đòi xây tầng 3, không được xây tầng dưới. Đấy, thưa đại chúng, chỉ có đứa bé nó mới đòi thế thôi. Mà ở đây cũng thế, nếu ai bảo rằng có thể diệt được khổ mà không cần giác ngộ Tứ Thánh Đế, thì Đức Phật nói sao? Sự kiện này không thể xảy ra. Không thể xảy ra. Không bao giờ. Cho nên Tứ Thánh Đế là căn bản, là nền tảng, nền móng của cả ngôi nhà Phật giáo. Và thưa đại chúng ấy, Tứ Thánh Đế quan trọng đến nỗi mà ngay trước giờ phút Ngài nhập Niết Bàn, trong đêm Ngài nhập Niết Bàn, Đức Thế Tôn vẫn còn căn dặn các thầy tỳ kheo thế này. Trong Kinh Di Giáo, Đức Phật nói thế này: này các thầy tỳ kheo, đối với bốn chân lý, các thầy còn hoài nghi chỗ nào thì có thể hỏi ngay đi, không nên giữ sự hoài nghi mà không cầu giải đáp. Trước khi Ngài viên tịch, Ngài còn căn dặn nhắc các thầy tỳ kheo rằng
đối với bốn chân lý, tức là tứ thánh đế đấy, các thầy còn nghi ngờ ở điểm nào, còn ai không hiểu gì không, hãy hỏi mau đi, hỏi ngay đi. Và đừng nên để cái sự hoài nghi mà không cầu giải đáp. Và ta còn hiện diện, ta còn giờ phút nào, ta sẽ giải đáp cho. Chứ để đến khi ta nhập niết bàn rồi, không ai giải thích cho. Đấy, đại chúng thấy trước cái giờ phút mà Ngài viên tịch, mà Ngài vẫn căn dặn, vẫn nói về tứ thánh đế. Và thưa đại chúng, trong Kinh Tương Ưng, Đức Phật còn định nghĩa cái chữ vô minh thế này. Thưa đại chúng, chúng ta vẫn thường nói về vô minh với rất nhiều nghĩa, nhưng Đức Phật định nghĩa vô minh thế này: này các tỳ kheo, vô minh chính là không biết rõ khổ, nguyên nhân của khổ, sự diệt khổ và con đường đưa đến diệt khổ. Này các tỳ kheo, đấy gọi là vô minh. Tức là không rõ biết về tứ diệu đế, tứ thánh đế này. Tứ đế tức là khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Lát nữa Thầy sẽ nói kỹ về từng cái đế này ra làm sao. Cho nên ở đây, Ngài A-nan mới tán thán: bậc chân nhân liễu ngộ tứ thánh đế thì tự tại bất động trước tám pháp thế gian. Vì tứ thánh đế là giáo lý căn bản rất quan trọng của Phật Pháp, không thể nào chúng ta bỏ qua được. Giống như chúng ta muốn xây cái nhà, cái lầu tầng 3 mà bỏ qua không xây tầng 1, không có. Phải thấu hiểu lý tứ thánh đế này mới được. Thì kính thưa đại chúng, tứ thánh đế được Đức Phật thuyết đầu tiên, ngay trong bài kinh đầu tiên Đức Phật thuyết, gọi là chuyển bánh xe pháp đấy, được nói lên ngay trong buổi đầu bình minh của chuyển bánh xe pháp, Đức Phật thuyết trong bài kinh chuyển pháp luân. Khi Đức Phật đến thành Ba La Nại, đến vườn Nai để thuyết pháp độ cho năm anh em ông Kiều Trần Như, Ngài đã thuyết ra đạo lý tứ thánh đế này. Tứ thánh đế tức là gì? Tứ tức là bốn, thánh hay là diệu, người ta gọi là diệu tức là diệu kỳ mầu nhiệm, đế tức là sự thật, bốn sự thật mầu nhiệm gọi là tứ thánh đế. Thế thì bây giờ Thầy sẽ nói để cho đại chúng hiểu về giáo lý tứ thánh đế, những lời dạy của Đức Phật về tứ thánh đế. Sau khi mà Đức Phật đến gặp năm anh em ông Kiều Trần Như, rồi năm anh em ông Kiều Trần Như đón tiếp Ngài, lúc đầu thì cũng không cung kính lắm đâu. Nhưng sau khi mà Đức Phật đến ấy, thì tất cả đều bỗng dưng trở nên cung kính Ngài hết, do cái oai lực uy đức của Ngài nó tỏa ra từ một cái vị chứng đạt đạo quả rất đặc biệt. Và Đức Phật đã chỉ dạy cho năm anh em ông Kiều Trần Như: thứ nhất ấy, là người tu phải từ bỏ hai cái cực đoan, hai cái thái quá. Thứ nhất là khổ hạnh thái quá, thứ hai là thụ hưởng dục lạc thái quá. Hai cái này đều phải bỏ, phải bỏ. Và Ngài dạy rằng phải thực hành trung đạo, không đam mê dục lạc thái quá, nhưng cũng không khổ hạnh thái quá. Phải thực hành trung đạo. Chính Ngài là cái người đã từ bỏ cái lối tu khổ hạnh cực đoan, và Ngài quay trở về trung đạo, và Ngài đạt đạo. Sau khi chỉ dạy cho năm anh em ông Kiều Trần Như về từ bỏ hai cái cực đoan đấy rồi, Ngài nói về bốn cái chân lý của cuộc đời, mình gọi là tứ thánh đế hay là tứ diệu đế, hay gọi tắt là tứ đế. Đại chúng nghe thấy cứ những cái gì tứ đế này, tứ thánh đế này, tứ diệu đế này, nghe không? Tứ chân đế thì đều là cái này hết đấy. Thì Đức Phật nói về tứ diệu đế, tứ thánh đế này như thế nào? Ngài dạy: này các tỳ kheo, sau đây là bốn chân lý cao quý vi diệu của cuộc đời, tức là tứ thánh đế đó. Chân lý thứ nhất, gọi là đế thứ nhất, là thực tại đau khổ, sinh là khổ, già là khổ,
bệnh là khổ, chết là khổ, thương yêu mà phải xa lìa là khổ, thù ghét mà phải gặp nhau là khổ, mong cầu mà không toại nguyện là khổ, chấp vào thân năm uẩn là khổ, và cuối cùng sầu bi ưu phiền khổ não. Đấy, đây là cái thánh đế thứ nhất mình gọi là khổ đế. Đấy, đấy, cái đế thứ nhất, cái sự thật thứ nhất, sự thật đầu tiên mà chúng ta phải tiếp nhận là khổ đế. Tứ thánh đế có bốn cái. Cái đế thứ nhất là khổ đế, cái đế thứ hai là tập đế, cái thứ ba là diệt đế, và cái thứ tư là đạo đế. Thì cái đầu tiên là nói về khổ đế. Khổ đế là sự thật về khổ. Đức Phật chỉ dạy cho năm anh em ông Kiều Trần Như, mà cũng là chỉ dạy cho tất cả chúng ta, là các ông, các bà phải giác ngộ sự thật cuộc đời là khổ đấy. Chúng ta nhiều khi cũng chưa nghĩ ra cái điều này đâu, vẫn còn nghĩ đời này còn nhiều vui lắm, nghe không? Còn tham vui lắm. Cho nên Đạo Phật có những giai đoạn ấy, khi mà không được diễn giảng ấy, thì người ta đều nói Đạo Phật là cái đạo bi quan yếm thế. Đạo Phật là cái đạo gì mà suốt ngày cứ nói khổ với khổ, nghe không? Khổ rồi lại khổ khổ, nghe không? Suốt ngày là khổ, đời là biển khổ, sao mà lại bi quan thế, chán đời thế? Nhưng mà sự thật thì bây giờ phân tích kỹ thì đúng rồi, chúng ta xem đời chúng ta có thật là khổ không? Nếu không thấm được cái sự khổ này thì chúng ta không bao giờ có ý muốn thoát khổ đâu. Cũng giống như cái người mà không thấy được cái nguy hiểm của thuốc lá, của thuốc phiện thì không bao giờ họ bỏ thuốc lá, thuốc phiện đâu. Họ phải thấy được sự thật nguy hiểm của nó. Cũng vậy, phải thấy được sự thật cuộc đời là đau khổ. Ngài nêu rõ cho tất cả chúng ta. Chúng ta phải thấy. Chúng ta nhiều khi trong cuộc đời trải qua rất nhiều cái khổ, nhưng qua rồi chúng ta lại quên mất. Chỉ lúc khổ thì kêu trời ơi tôi khổ quá. Xong rồi là có một cái gì vui vui đấy là quên khuấy mất luôn. Nghe không? Người nghèo cũng thế, đi kiếm cái vui của người nghèo, người giàu kiếm cái vui của người giàu. Qua cơn đau khổ thì lại đi tìm cái vui, và nghĩ rằng là đời này để hưởng lạc nhiều thú vui chứ, sao mà lại gọi là khổ. Nhưng ở đây Đức Phật chỉ ra cho chúng ta những cái sự thật đau khổ của kiếp người, của kiếp nhân sinh. Thứ nhất là sinh là khổ. Sinh ra đã là khổ rồi, thì đại chúng cũng rõ biết được. Sự sinh là đau khổ. Người mẹ từ khi mang thai, người mẹ khổ. Thai nhi ở trong bụng mẹ đau khổ. Người ta nói là thai nhi ở trong bụng mẹ như trong ngục tù. Đấy là một cái ngục đấy, đấy là ngục tù đấy. Tử cung của mẹ là cái ngục giam hãm, ngục tù. 9 tháng trong đấy tối tăm, nhầy nhụa, lại chúng thấy nóng lạnh đủ thứ, phải không? Mẹ ăn nóng thì mình bị nóng, mẹ ăn lạnh thì mình bị lạnh, phải không? Rồi nhiều thứ rất là khổ ở trong đấy đấy, thưa đại chúng. Bị chèn ép ở trong tử cung mẹ, đấy nó gọi là ngục đấy. Thế cho nên ấy, con khổ, tức là thai nhi khổ, mà mẹ cũng chẳng sung sướng gì, rất nặng nề, rất vất vả, mệt nhọc. Cho nên, và khi mà sinh ra thì chúng ta thấy không, cửa sinh cũng là cửa tử. Cho nên ấy, rất nhiều người phụ nữ khi sinh con là mất mạng luôn, rất nhiều cái chuyện đó xảy ra, rất nhiều. Và đứa con khi ra đời cũng thế, ra đời cái là khóc, tiếp xúc với môi trường bên ngoài nó cũng rất là đau, rất là rát, khác lạ, khóc khổ luôn. Đấy, người ta gọi là mang tiếng khóc ban đầu mà ra, mà chả có đứa bé nào ra khỏi lọt lòng mẹ lại cười khanh khách cả, nghe không? Ra là cười, là khóc oa oa, chứ có đứa nào cười đâu. Cũng khóc hết á. Thế người ta bảo là chào đời bằng tiếng khóc ban đầu. Đấy là biết đời là khổ. Đấy là sinh là khổ thôi đấy. Sự sinh là sự khổ. Cho đến những cái con vật nó sinh ra cũng thế, nó rất là đau đớn, khổ lắm. Có nhiều người mẹ sinh không sinh nổi, chết, chết cả mẹ cả con. Sinh là khổ. Ra đời rồi thì đại chúng sao?
chúng ta nuôi sống cái xác thân này, để nuôi sống được nó cũng rất vất vả, phải không? Làm ngày làm đêm đấy, rồi nhiều thứ lắm thưa đại chúng. Cái thân này nó như một cỗ máy ấy, mà để cho nó hoạt động được bình ổn nó rất vất vả. Tứ đại đất nước gió lửa suốt ngày nó tranh đấu với nhau, phải không? Người ta gọi là bốn con rắn độc nhốt trong một cái lồng, chính là cái thân chúng ta đấy. Bốn con rắn độc ở trong này suốt ngày nó mổ nhau, nó cắn nhau. Nước với lửa đấu nhau, wow. Rồi đất với gió đấu nhau, đất với nước cũng đấu nhau, lửa với lại cả gió cũng đấu nhau, tứ tung trong này. Bốn đại tranh giành ở nơi thân này, tranh chấp nhau. Thằng nào mạnh thì nó gây lên cái bệnh của thằng ấy, đại chúng thấy không? Nước mạnh thì gây lên bệnh phù thủng, địa mạnh thì sinh ra bệnh gì? Bệnh trì trệ đấy, bệnh phì. Bệnh phì. Hóa mạnh thì sinh ra bệnh gọi là gầy mòn. Phong mạnh là sinh ra đau nhức. Thưa đại chúng, tất cả thân bệnh chúng ta là từ tứ đại bất hòa sinh ra tám bản 4.000 bệnh. Khổ không thưa đại chúng? Nuôi cái thân này, cho nên chúng ta thực sự mà nói, nuôi thân là chính là mình đang làm cái nhạc trưởng để suốt ngày mà điều hòa bốn cái con rắn này đấy chứ. À, hôm nay người mình nóng, phải chọn cái này ăn cho nó mát. Hôm nay người mình khát, phải chọn cái này uống vào cho nó có bù nước. Đấy, thưa đại chúng, hôm nay mình bị táo bón, phải ăn cái này vào để cho nó nhuận tràng. Như thế. Đủ thứ thưa đại chúng, toàn là như vậy thôi. Suốt ngày ăn uống của chúng ta đều là để mà điều hòa cái thân này thôi. Không thì nó sinh ra rất là khổ. Một đại nào, một con rắn nào nó trồi lên là khổ vô cùng. Quân bình được nó, đại chúng thấy rất là khó. Khó lắm chứ, cái điểm quân bình nó khó lắm. Nó thường mất quân bình, là thường xuyên. Đó. Thì chúng ta thấy sinh ra và nuôi dưỡng cái thân này có phải khổ không? Rất là khổ cơ. Thực là như vậy đấy thưa đại chúng. Kể như mà không phải ăn mà vẫn sống thì có khi là cũng nhiều người đã không cần ăn đâu thưa đại chúng. Nhưng mà phải ăn, ăn cũng khổ thưa đại chúng. Mùa hè nóng nực mà phải ăn bữa cơm rất là ngại, rất là mệt, mồ hôi, mồ kê vã ra. Mùa đông rét mướt mà phải đi mà vo gạo nấu cơm cũng run rẩy hết chân tay. Thế này chúng ta chỉ phục vụ cái thân này thôi, rất là khổ. Đấy, để nuôi sống cái thân tứ đại này, đại chúng khổ. Rồi ở đây sao nữa? Già là khổ. Đúng rồi, ở đây các quý Phật tử vào, Thầy nghĩ là ai cũng thấm. Ai lớn lớn tuổi một chút, 50, 60, 70 rồi bắt đầu thấm cái già là khổ. Nào, mắt thì mờ, tai thì điếc, phải không? Tay thì mỏi, gối thì trùn, phải không? Lưng thì còng. Rồi bắt đầu nó lẫn lộn đủ thứ khổ của cái già nó sinh ra. Bắc Kinh Sơn, Kinh Siết, phải không? Đủ thứ chuyện. Đấy, chúng ta thấy lũ lẫn rất là khổ. Già là khổ, khổ lắm lắm. Không có giá trị, hết giá trị. Về già rồi, người là hết giá trị dần đi. Không có giá trị nhiều. Khổ lắm thưa đại chúng. Và bệnh là khổ. Bệnh thì chẳng ai nói là không khổ nữa rồi. Chẳng ai muốn bệnh cả. Cực khổ và vô số cái bệnh khổ thưa đại chúng. Đấy, chúng ta lại còn bây giờ đang mắc những cái bệnh do virus bên ngoài nó xâm nhập vào nữa. Bệnh ngay ở nơi tự thân này, rồi bệnh ở bên ngoài xâm nhập vào. Đấy, có những cái thứ bệnh đó. Bệnh từ ngoài xâm nhập vào, rồi bệnh từ ngay tự nội thân chúng ta sinh ra. Như virus này là ngoại xâm. Rồi bệnh môi trường đấy là ngoại xâm. Môi trường độc hại, thức ăn độc hại là ngoại xâm. Nhưng có những cái bệnh ngay từ thân mình nó sinh ra. Những ung, những nhọt tự thân nó mọc ra. Nhớ đại chúng, ung kết ở trong người mình ấy, là hành khổ chúng ta vô cùng đau đớn. Nhớ đại chúng, đấy. Ở đây thì không một ai không trải qua bệnh rồi. Không bệnh nọ cũng bệnh kia. Ai trong đời đến cái tuổi này đều có bệnh hết rồi, nghe không? Đều thấy đau khổ, rất đau khổ cái bệnh. Và sợ lắm thôi đại chúng. Bao nhiêu bệnh viện mọc ra cũng là để vì có bệnh đấy. Và cái bộ y tế mọc ra cũng vì chúng ta có bệnh mới có bộ y tế.
có bệnh không có bộ y tế, không bệnh thì không bộ y tế, có bệnh cho nên có bộ y tế. Cả cái bộ chỉ phục vụ một cái chuyện bệnh của chúng ta. Và thưa đại chúng, cả thế giới bây giờ lao đao khốn khổ vì cái bệnh virus corona này. Chúng ta thấy bệnh là khổ, mà chẳng ai không có bệnh cả. Cho nên mới nói hữu thân thọ thì khổ, thưa đại chúng. Khổ lắm. Thì chúng ta thấy khổ không? Phải nhận diện đó. Rồi ở đây Ngài nói chết là khổ. Chết là chấm hết cuộc đời. Bao nhiêu buông bỏ hết, nghe không? Để lại hết. Hai tay trắng mà ra đi, chả biết đi đâu. Mù mờ, mu mơ, đường trước mịt mờ, không biết về đâu. Nghe không? Trong kinh nói tiền lộ mang mang mà vị chi hà vãng. Tiền lộ mang mang là đường trước, phía trước mờ mịt, vị chi hà vãng, chả biết mình sẽ đi về đâu đấy. Cái chết đến mà mình không biết phía trước mình đi đâu, thật là đáng sợ, thưa đại chúng. Nếu ta chết mà ta biết mình sẽ được đi đến đâu, ta đến chỗ nào thì ta còn đỡ sợ. Giống như bây giờ đang đêm thế này, có một người đuổi mình ra khỏi nhà, mà đuổi đi không biết là mình sẽ phải đi đâu, rất sợ, thưa đại chúng. Còn đuổi tôi đi mà tôi biết cái chỗ tôi sẽ đến, biết đường tôi đi thì không sợ, không sợ mấy. Đằng này đuổi đi mà không biết mình phải đi đâu, cứ bắt đi là đi thôi. Tối tăm mịt mờ, đại chúng thấy vô cùng sợ hãi. Thế cho nên tất cả chúng sinh đều sợ chết là vậy, vì chẳng biết chết là gì cả. Chết đi đâu, chết còn hay hết, đều không biết, đều sợ hãi trước cái chết. Vì chết lại làm mất tất cả, thưa đại chúng, mất hết. Công danh địa vị, tài sản vợ con, mất hết. Rồi đến cái thân này cũng phải bỏ, là cũng mất luôn cả thân nữa. Đại chúng, mất hết mà. Thì chúng ta thấy chỉ bốn cái này thôi cũng đã đủ cho chúng ta thấy đời này là khổ, và khổ lắm rồi, thưa đại chúng. Khổ lắm lắm rồi đấy. Đức Phật còn kể thêm đến bốn cái khổ nữa. Ái biệt ly khổ, yêu không được gần gũi, phải xa cách là khổ. Oán tắng hội khổ, ghét nhau, giận nhau, thù nhau thì suốt ngày phải gặp gỡ, phải gặp mặt. Wow. Cầu bất đắc khổ, mong cầu không tỏa ý, khổ. Cái này chúng ta cũng gặp nhiều trong đời lắm. Mong cả trăm điều, wow, mà được mấy điều. Đi chùa, đi đền, đi phủ, khấn khấn vái vái, cũng toàn là cầu hết. Trăm cầu, nghìn cầu, nghe không? Mà được mấy điều, mấy điều, chả được bao nhiêu. Cho nên khổ, không tọa ý là khổ. Mà chúng ta thì bất tọa rất là nhiều, bất tọa ý rất là nhiều, thưa đại chúng. Có khi cầu lại toàn được những cái trái ngược lại. Đấy, cầu lại được cái trái ngược lại, nó lại chẳng được như ý mà lại còn trái ngược lại. Thì có phải khổ, chồng thêm khổ không, thưa đại chúng? Đấy. Đấy, ba cái này cũng làm chúng ta khổ lắm lắm. Khổ lắm, thưa đại chúng. Rồi cái thân ngũ ấm này, nó bừng cháy, nó thiêu đốt chúng ta, gọi là ngũ ấm xí thịnh khổ. Chúng ta bị chính cái thân này thiêu đốt ngày đêm. Nó thiêu đốt chúng ta hàng ngày bởi tất cả những cái dục vọng ham muốn của chúng ta, làm cho chúng ta khổ, thưa đại chúng. Chúng ta chấp cái thân này là mình, đấy là mình khổ lắm rồi đấy. Đấy. Thế thì đại chúng thấy, Ngài chỉ nêu ra 8 cái mối khổ lớn này thôi, nhưng mà chúng ta thấy nó đã trùm hết cả cuộc đời của mình rồi. Chúng ta phải tư duy thật nhiều về cái này, về khổ này. Người tu, người học Phật mà không thấu, không thẩm thấu cái khổ này thì chưa phải là học Phật, thưa đại chúng. Thầy Thái Minh trước khi đi tu cũng thế, thẩm thấu cái này rất rất nhiều ngày. Nghĩ về cuộc đời, thấy tất cả mình bôn ba chạy ngược chạy xuôi, đua danh đua lợi, cuối cùng cũng gì? Cũng về hai tay không thôi. Đua danh đua lợi rốt cuộc thành không. Vua Trần Thái Tông nói là gì đấy? Cái thân này rồi hoa dắt ngọc, tất cả mọi cái cuối cùng cũng để thành cái xác thối thôi. Bao nhiêu cái
và chỉ là một cái sự khổ đôn đáo ngược xuôi, lo toan bộn bề khổ vậy đấy thưa đại chúng. Nào ai bắt đâu, tự mình bắt mình. Nào ai bắt mình phải lấy vợ, nào ai bắt mình phải đẻ con, nào ai bắt mình phải danh vọng, ai bắt nhỉ? Nhưng mà tự ta lao vào. Cho nên người ta mới nói mình như con thiêu thân, cứ nhìn thấy lửa là lao vào. Cứ nhìn thấy lửa không biết sao, cứ lao vào mà để chết thôi. Chúng ta như con thiêu thân vậy đấy. Không ai bắt, nhưng mà tự mình lao vào, tự mình trói vào rồi, tự mình khổ, tự mình than, tự mình la. Rất nhiều chàng trai lúc đầu phát tâm cũng mến đạo, muốn đi tu lắm. Thế nhưng mà rồi một cái duyên gì đấy, không đủ duyên vào đạo, cuối cùng thì về ôm một cô vợ, đẻ một đứa con, hai đứa con. Thế rồi bắt đầu cái khổ từ đó là tràn ngập luôn. Mà vợ thì chẳng ra vợ, con thì suốt ngày ốm đau, bệnh tật, tai nạn, khổ vô cùng luôn. Lúc ấy mới thấy thật là mình khổ. Sao ngày xưa mình thảnh thơi như thế, bây giờ tự nhiên mình ôm một đống khổ vào người. Rồi no bên nội, bên ngoại, đủ thứ chuyện, bà rằng, trăm thứ bà rằng nó trói vào cái thân này. Đại chúng thấy khổ lắm đấy chứ. Đây, các Phật tử mà có gia đình thì thấy nó khổ kinh khủng luôn đấy. À, làm vợ thì cái khổ phải chiều, không những chiều con mà lại phải chiều chồng. Nghe không? Ông ấy thì củ hành, củ tỏi rất là mệt. Đong nỏ nước mắm đếm củ dưa hành, khổ lắm. Mình muốn đi tu Phật Pháp một chút, ông không cho đi, phải lựa hết kiểu này kiểu kia. Ông hành, ông hạ, khổ lắm. Đấy là phận làm vợ. Rồi con nó hư, nó đốn, cờ bạc, đu thứ thưa đại chúng. Đấy, lúc sinh con ra thì nghĩ là vui lắm, mừng lắm, đâu có ngờ một mối khổ lớn. Bao nhiêu cái thưa đại chúng, chúng ta ngẫm xem nào. Đấy, cuộc đời này quả thật là khổ. Cái niềm vui ấy, nó chỉ là một chút chút, rất rất là ít thôi thưa đại chúng, rất là ít thôi. Còn triền miên là khổ, to lớn là khổ, chìm ngập là khổ, chứ không phải là vui. Đấy, thưa đại chúng, có phải là vui đâu. Thế cho nên ấy, chúng ta phải quán chiếu thật kỹ cái sự thật này. Đức Phật gọi là chân đế về sự khổ, chân lý về sự khổ. Gọi là cái đế tức là chân lý đấy, sự thật về khổ. Chúng ta phải cảm nhận rõ ràng cái khổ này, khổ quá, khổ thật là khổ, không phải khổ thường. Trong cuộc mưu sinh này biết bao nhiêu cái khổ, lo toan vào được mất, hơn thua, đủ mọi thứ, khổ lắm thưa đại chúng. Nếu ai thấm được cái khổ này rồi thì mới khởi ra được cái mong muốn, cái khao khát chấm dứt nó, làm sao dứt được hết nó, không còn khổ nữa. Chúng ta nghĩ cho kỹ, từ thứ dân cho đến vua chúa đều trong cái khổ này hết. Có phải làm vua là sướng đâu thưa đại chúng. Đấy, làm vua cũng chẳng sung sướng gì, cũng trăm thứ việc đổ lên đầu, vào cung phi mỹ nữ tranh giành nhau, các quan kiện tụng đấu đá nhau, suốt ngày phải xử, khổ không? Rồi phải lo cả muôn dân chứ. Chân thầy mới nghĩ là thầy chả hiểu mấy cái ông vua làm sao lại cứ thích xâm lược nước khác để làm gì, xâm lược mở rộng ra để làm gì, khổ chứ. Bây giờ xâm lược nước khác thì lại phải nuôi dân của người ta chứ, thì cũng lại ôm cái khổ thêm vào chứ. Đấy. Cho nên Đức Phật của chúng ta ngày xưa, Ngài đã từng nhiều kiếp làm vua, nhưng mà Ngài dùng chính pháp để trị vì. Cho nên không bao giờ Ngài đi xâm chiếm bất kỳ một đất nước nào. Và không xâm chiếm, không chả cần thiết làm gì cả. Không xâm chiếm, không cần. Tự nhiên mình mở rộng ra thì mình lại phải nuôi thêm dân ở đấy, phải lo thêm việc, khổ thêm. Đấy, chúng ta thấy không?
Không giống như mà mấy chú cũng thế, có một cô vợ rồi là còn muốn kiếm hai ba cô, thì thêm lắm cô thì càng thêm khổ, sướng đâu, khổ thêm, rất vất vả, thêm vợ thêm con thì thêm khổ chứ cái gì đâu, gọi là vợ là nợ, con là oan gia, cũng vậy đấy, hiểu được như vậy chúng ta đấy nó khổ lắm. Vậy cho nên Đức Phật mới nói cái thứ nhất, cái chân lý thứ nhất là khổ đấy thưa đại chúng, khổ thật là khổ. Rồi còn trong đời muôn vàn cái khổ nó đến với chúng ta, thấy không? Đấy, corona đến chúng ta cũng khổ, sida rồi, và ebola nó đến với chúng ta, khổ không? Rồi nó đủ các loại bây giờ, cúm nọ, cúm kia, H5N1, H1N5, gì gì đó thì không biết, nhiều thứ, các loại bệnh bủa vây chúng ta. Cho nên chúng ta thấy có đúng là chúng ta ngập trong biển khổ không? Đụng đâu cũng thấy khổ, thưa đại chúng. Cái người tu, người tu học Phật mà thấm chân lý là quả thật phải thấy, mở mắt ra là thấy khổ, đụng vào đâu là thấy khổ ở đó, phải thấm cái này mới được, thưa đại chúng. Thấm nó, cho nên mới nói cái sự sinh của chúng ta là khổ, sinh và sống của chúng ta là khổ đấy, thực sự là khổ. Thế cho nên ấy, chư Phật Bồ Tát mới tu tập đạt được vô sinh là như vậy. Còn sinh là còn khổ đấy, chứ không phải sướng đâu. Khổ đấy chứ, thưa đại chúng. Chết rồi không biết đi đâu. Đấy, loay hoay mấy mươi năm cuộc đời, lăng xăng ngược xuôi, cuối cùng hai tay bó lại cho vào hòm hết cuộc đời, không biết thế độ, rất là khổ. Như đại chúng thấy, cái chân lý thứ nhất này có đúng không, thưa đại chúng? Đại chúng phải quán chiếu thật sâu, thật kỹ cái này nhé. Thật sâu, thật kỹ cái chân lý này. Đấy là cái đế thứ nhất đấy, là khổ đế. Chúng ta phải quán chiếu thật kỹ, phải thấm nhuần, thấm đến nỗi là nó vào trong xương tủy mình ấy, để mình muốn thoát cái khổ này, thoát cái khổ này. Và Thầy vẫn nói, chính giáo lý tứ đế này sẽ cứu thế gian này. Không có tứ đế không thể cứu được thế gian này, và duy nhất chỉ có tứ đế cứu được thế gian này thôi. Không có cái giáo pháp nào, không có một cái lý thuyết nào có thể cứu cái thế gian này thoát khổ được đâu, thưa đại chúng. Cho nên chúng ta phải hết sức lưu tâm đến giáo lý tứ đế. Thầy rất là mong đại chúng nha. Thứ nhất là noi gương các bậc chân tăng, ở đây nhất là tăng ni, phải có những cái chí nguyện tu hành thật kiên cố, kiên định trong việc tu tập, không dao động. Đấy. Rồi tất cả Phật tử chúng ta cũng thế, học Pháp, thâm nhập Pháp để chúng ta thực hành Pháp cho đúng đắn, chúng ta mới có thể vững được như trụ đá cắm vào trong lòng đất ấy. Cuộc đời này sóng gió nhiều thứ lắm, chúng ta mà không có một cái triết lý để chúng ta sống ấy, thì chúng ta cũng sẽ rất khổ, sẽ dao động, sẽ bôn ba, sẽ tạt chiều này, tạt chiều kia và rất là khổ. Chính Pháp Phật đã giúp chúng ta, cho chúng ta được bình an trong cuộc sống này. Thì Thầy chúc đại chúng tinh tấn.